Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Slam Rancher nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này thì hãy từ tiếng nó hơi to. Ok thì mình tắt cái tiếng ấy đã, tiếng nó hơi to anh em. Thì anh em hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Slam Rancher nhé. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Sắp có tới phiên bản là 1.4.1. Vừa sắp gần update ấy, thì lúc nào mà có phiên bản mới thì mình sẽ update lên. Và hy vọng là sẽ có thêm những cái slam mới hoặc là thêm những cái vùng đất mới để khám phá. Nếu mà tầm khoảng trước Tết Dương hoặc trước Tết Âm thì cũng hay. Đây là lúc mà anh em chuẩn bị sắp được nghỉ rồi đúng không? Trước Tết Dương xong rồi một tháng sau, tầm 20 ngày sau là Tết Âm thì quá là đã luôn. Thì chúng ta lại có nhiều thời gian để chơi game. Rồi thì mình sẽ tắt cái biệt kỳ đi đã. Rồi chúng ta cho con này vào trong cái chỗ này này. Có hút được cái gì thì hút ra thôi. Hôm nay thì thật ra là mình đang muốn đi đi xem xét là nên đi like cái con gì. Có rất là nhiều thứ hay ho. À từ từ mình có thể đọc các qua comment với anh em cái nhỉ, để mình biết thêm là chúng ta sẽ đi theo, mình sẽ định làm theo cái hướng gì. Hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết sẽ làm theo cái gì đây. Có thể là bán plus, giá cả bây giờ nó giảm một cách gọi là khi nào nó lên đỉnh cái bây giờ nó giảm một cách trầm trọng luôn này, siêu giảm luôn. Mình đã có 28.000. Có lẽ là mình sẽ lấy một ít pink plus ở từ từ. Mình đọc các cái comment của anh em đã. Bên này đã. Comment của cái video về Slam Rancher tối hôm qua. Có ngay. Mình đọc các comment của anh em xem là có cái ý tưởng gì đó hay không để mình có thể làm trong tập này không. Mấy bức tượng Slam chỗ anh mới mở khóa anh cho plus vào đúng thì mới... À đúng rồi, chính xác thế, nhưng vấn đề là chưa đủ cái lượng slam ấy để có thể mở. À đúng rồi, mình sẽ sang cái Mochi Miller, hôm nay sẽ có thể sang được cái Mochi Miller kia. Mình sẽ lấy mấy cái quả này đã, xem có comment gì không. Rất là nhiều luôn. Anh thích chơi thể loại map gì, anh phải nâng cấp nhà. Rồi video hôm qua thì được khoảng nó rơi tầm khoảng là hơn 600 like. Vì cố gắng video này được 1k like anh em ơi, từ 500 đến 1k like nhá. Ok, mình có bán thêm cái gì không? Bán thêm cái gì kiếm thêm một chút tiền thì cũng được. Xong rồi mình vào trong cái kia. Mình biết hôm nay mình sẽ làm cái gì rồi. Mình sẽ sang khu vực mới. Giá cả thì chỉ có honey và bom, cũng như là cái nước sẽ được đắt đỏ thôi. Honey, bom và nước. Sao lắm gà này. Ở đâu ra này? Sunny Hand. Và mình còn đi kiếm thêm cả Hunter nữa. Hunter đang khá là ít Hunter ở trong này. Đây, cho vào đây. Gà thì đầy nha. Ui, gà sao nó bay tứ tung ở ngoài đấy. Sao trong ngoài có cả mấy con gà già này anh em. Elder Hen gì đấy. Ui, gà sao lắm đấy. Sao nó bay ra hết ngoài đấy. Chuồng đầy quá à. Chính là chuồng quá đầy nên thành ra nó không chịu ở trong này luôn anh em ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ đi lấy mấy cái quả này để cho vào đây để lấy tiền đã. 1.000 luôn. Ok, Min Mango và Onion. Cho ok, tôi đào ra. Ok, thôi, coi như nhiệm vụ ấy bỏ qua đi. Thì mình sẽ vào đây mình chơi. Đâu rồi? Đây. Hôm qua nhớ nó có một cái đường này đi này. Đấy, chính xác. Là ở đây có cái slam xịn sò. Ô, nó khóa hết rồi à? Chết tiệt nhỉ. À đây được mà, có đường mà. Có đường đi mà. Nói chuyện với Mochi Miller. Cái này là có slam Mochi đúng không? Mình nhớ là sẽ có slam Mochi ở trong này. Coi như đây là một cái phần nhiệm vụ thêm rồi đấy. Chúng ta sẽ chơi một cái game mini game nhỏ, đó là đi kiếm một số thứ. Mochi Miller, cái này giống như kiểu là cái máy Game Boy ấy anh em, máy Game Boy trong kiểu Pokemon ấy. Đi nào, lên trên này phát, đây đúng không? Nó có hai cổng giúp chúng ta có thể di chuyển đúng không? Ok, nói chuyện phát này. Có nhận nó sẽ cần những cái này đổi ra tiền và một cái huy hiệu của Mochi Miller. Ok, nói chung là cũng không khó đâu. Mình sẽ vào đây. Đấy. Đấy, vào đây kích hoạt luôn. 3 2 1 chạy theo và nó bắt đầu bắn đấy, kiểu dạng như vậy. Ồ, bắt đầu đấy anh em ơi. Mình bắn nước à? À đây. Băng qua năng lượng anh em ạ. Chúng ta phải lấy cái năng lượng mình có thể bắn được. Ok. Nào. Đấy, nó sẽ rơi ra những cái plot cho chúng ta. Đúng không? Chính xác là như thế. Quicksilver, cái này còn nào là Quicksilver. Ok, hết rồi. Mình sẽ đi qua mấy cái
lỗ hổng thời gian được cái. Đấy. Cái này sẽ tiết thêm năng lượng thì phải, đúng không? Nạp thêm năng lượng cho chúng ta. Nó sẽ tự động nhặt cho chúng ta đấy. Cái này mình chơi rồi nên mình có thể biết được. Đấy, thấy chưa? Hay phết. Bay lên ạ. Ồ. Nó chỉ có trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi anh em ạ. Nên nhớ như vậy nha. Đây 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 đây. Quay lại, quay ngược lại được mà. Quay ngược lại cũng được mà anh em. Úi xồi, úi xồi, úi xồi. Bạn mất máu. Úi xồi, ôi đồng, đồng, úi xồi. Quicksilver. Đấy. Slam Quicksilver. Đầy full luôn ạ. Wow. Nhiều cái thật sự luôn. Ấy à. Thì sắp hết rồi anh em. Bây giờ lên trên à. Không được rồi. Tuyến này mình hết rồi. Năng lượng này. Nó chỉ có tồn tại trong vòng một thời gian ngắn thôi. Đây đây đây, xuống đây chúng ta lấy năng lượng luôn. Ok. Lấy cái này luôn. Rồi. Kết thúc chưa ta? Hình như là chưa. Dưới kia có năng lượng kìa. Cố gắng một lần lấy được khoảng 50 cái thì đẹp. Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Đúng rồi. Đây năng lượng này anh em ơi, đầy này. Nhưng vấn đề là chúng ta lên trên á. Hình như hết rồi đấy anh em. À vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Một số con vẫn còn. Full luôn ạ. Đâu, à đây rồi. Slam rồi. Quicksilver. Rất đông luôn. Quá đông luôn đấy chứ. Chúng ta hiện tại đang có 44 cái. Khá tốt. Nói chung là đánh không nhiều nhưng mà cũng không ít. Không nhiều nhưng mà cũng không hề ít một tẹo nào đâu. Đi nào. Úi xồi ôi. Đi đâu, đi đâu. Đi đâu. Đi đâu bọn này. Rồi hết ra đây nào. Ây, bay qua, bay qua, bay qua, bay qua. Để thêm năng lượng này. Hết rồi. Kết thúc, kết thúc, kết thúc, kết thúc rồi. Nó tự động biến mất rồi anh em ơi. Và chúng ta sẽ lấy được khoảng 40 mấy cái Quicksilver Plus này. Đấy, hay phết. Game này cũng vui vui. Sau một cái quãng thời gian đi chu du thiên hà các kiểu khắp nơi thì mình đi lấy cái này thì cũng rất là vui luôn. Nào, ok, đến đây phát. Hello, trên này có gì không nhỉ? À, bên này là hệ nước rồi. Chỗ nào về nhà ta? Chỗ có một khẩu súng bắn, sửa súng mới, mình đang full cái năng lượng mặt trời đây. Đã lúc cuối mình nên bắn cho nó hết đi, cho đỡ phí không? Nhỉ. Đứng đây thì nó sẽ hơi... Đây đây, chỗ này về nhà đây đúng không? Chỗ nào về nhà nhỉ? Alo, alo. Chỗ nào về nhà ta? Đây á. Nó có một cái cánh cổng ấy, chúng ta về nhà đấy, không phải. Trên đây không phải. Chỗ nào về? Mình cũng không biết được, không để ý được cái chỗ nào chúng ta sẽ về nhà được đây. Bay qua đây cái. Lên đâu. Úi xồi ôi. Bay. Lên. Úi giời. Hết năng lượng. Hết năng lượng. Nó ở bên tay phải đúng không? Đâu nhỉ? Đây này nè. Cuối cùng thấy rồi anh em. Thì có 45 cái à. Ít quá nhỉ. Không xứng tầm cho lắm đúng không? Có 45 cái. À có 47 cái. Tất cả 47 cái. Nhưng mà chúng ta sẽ hoàn thành được cái đầu tiên. Sẽ rơi ra khoảng cái này ít vàng mà. Vấn đề là chúng ta sẽ cần phải làm 150 cái để sẽ nhận được cái huân chương của Molly. À cái gì, con này có tên là gì nhỉ? Miller, Mochi Miller. Hình như là vậy. Tôi sẽ hôm nay sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này nhá. Xong rồi làm gì thì làm nhá. Tiếp tục nhận nhiệm vụ, bây giờ mình sẽ còn lấy thêm khoảng 2 hay 3 lần nữa là sẽ xong. Đi nào, let's go. Chúng ta sẽ đi thôi. Bên này vào lấy luôn. Không hoạt cái này lên đúng không? Không ấn được nữa. Là sao? Không hiểu luôn. Không ấn được này. Có phải như phải nhận nhiệm vụ lại từ cái con này sao ấy nhỉ? Đây đây đây. Nói chuyện với con này cái là xong, nó sẽ reset lại chúng ta các cái điểm gì đó. Ok, lên đường. Bơi bạo. Đó. Ấn vào đây. Không được luôn. Không hiểu luôn. Làm nào để có thể kích hoạt lại cái kia nhỉ? Ê. Có hiểu không? Có ai hiểu cái kích hoạt lại cái điểm kia không? Làm sao đây? Quicksilver. Hình như mình phải đi lên trên thì phải. Đây đây. Cái này sao ra? Cái này còn sẽ có một cái để kích hoạt không? Kích hoạt ấy, kẹt được 2 cái luôn. Đi chuyển đấy anh em ơi. Hiện tại chưa có gì cả, mình sẽ đi chạy nhanh hơn bọn nó. Dĩ nhiên. Xem ai chạy nhanh hơn ai. Cuộc đua. Tôi sẽ cần full năng lượng trước.
Rồi ok, đi lên nào, lên đây nào, lên đây nào. Cần full năng lượng trước xong rồi làm gì nào. Đấy, sắp full năng lượng rồi anh em ơi. Bắn này nó khá là xịt à. Nó không được chuẩn cho lắm đâu. Đây, 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 đây. Đây, ok, ok. Đang bắn rất là tốt luôn. Quay đầu nha anh em. Anh em nào mà chơi theo kiểu mình thì hãy cứ quay đầu rồi mà bắn thôi. Úi xồi ôi, úi xồi ôi, cái gì đây? Lắm thế. Vãi lều luôn. Úi ôi, úi ôi, úi ôi, úi ôi. Đông thế. Ui, nó là dã man. Ây à, ây à, ây à, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chúng ta tầm khoảng 21 cái. Chứ rồi hết năng lượng anh em ơi. Bây giờ làm nào đây? Mình cuống trong khoảng 2 lần nữa, 2 turn nữa mình sẽ kiếm được điểm nữa là xong. Đi em, đi em, đi em, đi kiếm năng lượng anh em ơi, hết năng lượng rồi. Vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn, vòng tròn. Cái này là tiết thêm năng lượng này. Cái này tiết thêm năng lượng thôi. Đây, cái vòng tròn này mới là có cái mặt trời này. Đây, mặt trời full luôn này. Oh my god. Thunder, nè, bắn mấy quả này nó khủng, khủng khiếp rồi. Từ từ, từ từ. Ok, ok, lấy cái này đã. Rồi ok, bắn đi, 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 bắn đi. Đây, đây, đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, bắn hết, bắn hết, bắn hết, bắn hết, bắn hết. Có bao nhiêu cái bắn hết. Vì đây là đường đi ngắn nhất của nó mà. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đây có 40. Khá là ít à. Ít hơn cả lần lúc nãy cơ, nhỉ. Thế nhưng mình thấy như vậy. Đây là nó chạy nhanh hơn. Khỏe hơn. Đây là đừng bắn theo, bắn theo, bắn theo, bắn theo đi nó cũng được. Đây, đây. Ok, đang cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà gần như là nó không không ra được mấy rồi, hết rồi. Hết rồi anh em ơi. Hết hết điểm rồi, cho nó lên được khoảng 44 à. Khá tệ ra. Trên kia có mặt trời kìa. Nó sao bay lên được? Bay thế nào được? Hết điểm rồi, hết năng lượng rồi. Đây, đây, đây. Đây, 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 ok, ok, ok. Bắn đang bắn, cố gắng bắn nốt thì sắp hết thời gian này, theo mình nghĩ sẽ sắp hết thời gian rồi. Còn có 3 cái. Thế, 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 thế. Hết rồi nhá. Chúng ta sẽ lên được 5 năm. Tốt hơn lần trước được khoảng 10 cái gì đấy. Cái đâu mà mặt trời. Mặt trời thật ạ, đây mặt trời thật ạ. Cứ tưởng không phải mặt trời. Đây, trên này vẫn có này. Nó sẽ hồi lại chúng ta mà. Quay đằng sau bắn, quay đằng sau bắn, đúng rồi. Chắc phải lên tầm khoảng 6-70 gì đấy. Yes. Yes, ok, ok, ok. Hết rồi đấy. Chưa, chưa hết, chưa hết, chưa hết, chưa hết. Được 63. Đây là năng lượng này. Sấm sét là năng lượng, ơi, hết rồi. Nó sẽ tự động biến mất. Mà bọn này mình không lấy được đâu. Bọn này mình không mang về để có thể là nuôi trầm được đâu. Mà phải ấy. Mà chỉ có thể là làm chơi cái nhiệm vụ nhỏ nhỏ này thôi. Không mang về nuôi trầm được nha. Khá là đáng ghét nhỉ. Yeah. Chưa xong nhiệm vụ à? Mình cần một thêm một lần nữa đúng không? Tôi còn thêm một lần nữa cơ. Đi nào, đến đây, đến đây, đến đây. Hello, đây là đâu đây? Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào về nhà ta? Từ từ để nó hồi lại cái năng lượng đó. 43. Hồi đi, hồi đi, hồi đi, hồi đi nào, đâu rồi? 60 mấy đây. Đang hồi full năng lượng. Ok, lên nào. Patch. Khá là xa. Lên đâu? Chỗ nào nhỉ? Chỗ nào là đường về ta? Mình không biết là chỗ nào là đường về luôn. Mày à, mày đây phát. Trên này trên mái nhà rồi ạ. À, kia 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 kia. Cổng về nhà kia rồi. Đây mới là cổng về nhà này. Đúng rồi. Về nhà phát. Chúng ta sẽ đi kiểu hai bên. Hai bên xong rồi tiếp về nhà luôn một thể không ta? Đây. Không được. Bây giờ nó sẽ đỏ chót rồi. Lý do tại sao? Bây giờ vào lại cái này được không? Cũng đỏ chót luôn ạ. Là sao? Làm sao để reset lại được nhỉ? Lần này chúng ta tốt hơn. Tốt hơn trước rất là nhiều. Cho được cái huân chương của Mochi Miller thì cũng phải mất khá nhiều thời gian. Vàng thì sẽ được thêm một chút chút thôi. Không quá nhiều. Cho nên cần khoảng 40 cái nữa là xong. Nha.
không được, nó đỏ rồi, nó đỏ thì sao mà đi được nhỉ? Hay là phải reset bằng cách là phải về kia, cái đấy phải về về nhà xong rồi quay lại đây thì nó mới reset lại được. Về nhà thử phát cho, cần phải làm xong nhiệm vụ này để lấy được cái huân chương của Mochi Miller đã. Ok, về đây rồi nào, ra đây sang. Đấy, hình như là bên này bây giờ nó sẽ là hồi này này. Ây à, không được. What the hell? Làm sao đây? À, phải đợi thời gian anh em ạ. Cái này không không phải là cứ thích lúc nào chơi cũng được đâu nhá. Cái này phải có thời gian này, thấy chưa? Ui, cái này còn 10 phút. What the fuck? Chơi nhau thật sự luôn ạ. Có cái chỗ nào chơi nữa không? Hải, vẫy lều à. Nhưng mà mình không vào sang trong nhiệm vụ được. Đây là một cái khu vực khác để mở khóa. Thế nhở? Thì ra là phải hồi, đợi hồi anh em ạ. Cay nhở? Đập bàn đập ghế. Mochi Miller. Chính xác là con này nó sợ giới hạn thời gian chơi anh em ạ. Game offline mà còn thời gian giới hạn cái thời gian chơi nó thì bó tay. What the hell? Trời ơi, đây này. Cái này thì nó sớm nhất là sẽ rơi vào tầm khoảng là 3 phút nữa. Cho 3 phút mình làm gì? Về nhà. Về nhà like thêm giống Slam chăng? Có lẽ là thế thôi. Đi nhở? Đấy, Slam nước nó mang đi bán. Ui, Slam nước đang giá cả đang khá ngon ha. Cái này ấy, cái này có lẽ là chúng ta sẽ, mình sẽ bỏ cái này đi. Mình sẽ mang nó xuống dưới tại vì mình sẽ có một chỗ riêng mà anh em. Bốn con, mình sẽ có một cái hồ nước riêng. Mình bỏ cái này đi nhá. Hồ nước thì nó sẽ không bị rơi ra ấy. Cái hồ mình, hồ nhân tạo thì nó rất là bị dễ bị rơi. Có một cái hồ nước nó ở phía dưới kia. Mình sẽ cho cái Pewder vào đây. Pewder, ui dồi. Cái giá đang là 74. Đang khá đắt đấy. Ngon đấy chứ anh em. Pewder thì sẽ cho 4 con vào trong cái hồ nước thì nó có thể sinh sản được. Không biết cái hồ nước thì nó có bị tác dụng gì không. Oh, đây là khu vực khác ạ. Oh my god. Cái này chắc là mai nó sẽ khám phá đi. Bên này đúng không? Bên này, chính xác bên này. Crystal bây giờ giá rẻ lắm rồi. Giá rẻ như cho ấy. Đây, xuống đây phát. Không phải nhầm, chỗ đấy là đây mới đúng này. Đây là cái hồ nước này và nó có vịt sẵn ở đây chơi cũng là ấy nữa, và nó sẽ tốt hơn đấy. Chúng ta sẽ trang trí cái này lên để chào mừng năm mới. Cái này giống như kiểu cây thông hơn đấy. Bây giờ anh em, bây giờ nó thích chơi con vịt này. Ok, tắm phát đã, sau một ngày dài mệt mỏi ta sẽ tắm cùng bọn Slam nước. Dễ thương ghê. Nó thích đứng cạnh con vịt. Đây con vịt đây. Bây giờ mình lấy con vịt đi. Mình ném đây. Chơi không? Có chơi cùng con vịt không? Giống như kiểu là trong cái bể tắm anh em. Nhìn khá là hay. Thôi giờ thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Slam Rancher nhé. Xin chào và gặp lại, bye bye. Ôi lắm gà này. Bắt bớt mang về. Ui gà nhiều lắm. Chỗ này là cả một vựa gà anh em ạ. Không thiếu. Cạnh nhà mình có vựa gà luôn. Ok.